Hello, xin chào cả nhà. Đây, một con National SRA10G3, ngoại hình đẹp, máy móc zin. Con này có một lỗi duy nhất là cái nét, cái số 17 này là nó bị lỗi nè. Nó ha, nó mắc hơn cái nét đây nha, nhưng không ảnh hưởng gì hết nha. Cam kết là máy móc nguyên zin đẹp nha. Cơm sôi, bao zin, bao chín cơm, đó, sôi xèo xèo nhau hết. Ngoại hình con này đẹp lắm nha. Giá công khai là 450.000 chưa bao gồm phí ship nha. Con này đời sau 2006 mà sao nó đẹp quá, chắc nó mấy người nó quên xài hay sao á. Ngon, đẹp ha. Ý là bởi vì mỗi cái dòng nồi cơm nó có lỗi. Quý khách để ý cái National là thường thường nó hay bị gãy cái nắp chỗ này. Còn thằng Hitachi cái nắp kia thì nó hay bị gãy mấy cái nắp chỗ đây nè. Mỗi con có cái khuyết điểm ha. Nó gãy chỗ này, cái này nó hơi dướng nên em hay bào mòn nhẹ lên cho nó trơn tru. Đó, nè, sôi nè. Đó, sôi xèo xèo nè, đó. Nó bọng con chỉ là ok đầy đủ nha. Bao chín cơm, bao zin nha. Đó. Không xì hơi nha. Nãy em có quay mấy cái ron cho quý khách xem đó. Son đẹp luôn. Nói chung con này nấu cơm là bao ngon. Đơn giản lắm, nút này nấu, nút này tắt. Rồi vậy thôi. Giảm tắt nè. Đó, ha. Giờ nấu nè. Quý khách ghim điện 100V, nổ áp xài 2kg giùm em ha. Cái mặt định của nhà sản xuất là chỗ này. Gạo trắng nè, quý khách thấy cái hình tam giác đậu gạo trắng không? Quý khách cứ đè nút này là nấu thôi. Đó, là nó tự nấu, tự hâm. Đợi chín cơm ăn, không cần làm gì hết ha. Nè, nó sôi lên rồi. Tắt. Còn quý khách nào mà thuần thục gành thì nấu mình lên Google mình dịch. Chẳng hạn như gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, gạo nay mầm, nấu nhanh rồi nấu cháo nữa, nấu súp gì nữa, đủ kiểu chứ ha. Đó, mấy cái nét này thì đầy đủ quá, mà sao cái đó nó thiếu cái nét đó. Đó, em nắng đại nè. Đó. Tắt thì nó lại trở về chỗ mặc định cũ của nhà sản xuất, cứ bấm này là nấu. Rồi, đơn giản như thôi, không cần làm gì hết. Đó. Nó tự chuyển qua chế độ hâm luôn, không cần phải hâm lại nữa. Con này là con Nhật ha, IH, ngoại hình đẹp. Nó nấu là chín đều tất cả cơm luôn. Rất là ok, con này nấu tối đa là 3 lon ha. Nhưng mà em khuyến cáo nấu 2 lon rưỡi thôi, 3 lon nhiều khi nó dung quá đụng luôn cái nắp trên đây á. Ok nha. Quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự đam mê dùng hay là khen ngon nồi cơm Nhật thì ủng hộ em. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.